Ôi, kêu chưa? Này Khánh gắn là quả mỏng chưa nhiều đen quả. Quả điên. Quả điên 90 phân. Phấn 19. Phấn toàn. Tám hưng. Rồi. Con nói mẹ. Yeah. Lắp mỏng sửa đuôi đúng không? Đấy, chiều nay 9. Mong nó kêu không? Đây, kêu ơi, kêu đi cà. Chị là bác ứng chết bác. Gãi, gãi luôn hả? Không phá. Lóng ghép hay gì đây? Lóng ghép. Lóng ghép này hình thai đơn giản. Đút lại được rồi. Nó này đút lại, vẫn được. Được được, vẫn được. Được, chơi được. Vẫn được nhưng mà hơi chậm. Ngắn tí. Thiếu tí. Chắc là được. Chờ lên tí nữa thì bữa nay cũng gãi. Đấy các bạn nha, con diều của Bảo Khánh đã ra bãi và lắp mòng. Con diều mòng đã Bảo Khánh lắp xong rồi ra bãi các bạn nha. Và bây giờ là Long Hưng đâm phát xem thế nào. Đấy, và được chơi vào hai mòng. Hoàng Anh thả ra đi. Không tốt. Ơi đâu rồi nhỉ? Ở đây đến mày. Những biệt cụ nhỉ? Ướt hết rồi các bạn nhé. Lún. Mong bị ướt nên là không kêu. Không đít. Mày lên cao vậy. Ê, tiếng mỏng kêu. Ê, tiếng kêu. Rúa kém lắm các bạn nha. Kéo cầm tay đi. Ok, đang quân. Thả diều xong rồi không có rúa là solo đá bóng. Bảo Khánh. Nhìn ngon. Mất bóng rồi. Tí đừng đá vào anh. Cho ngồi đây đây. Chào em lấy chân đẹp không cách này. Thả lưới nhà luôn. Thả lưới nhà. Một điều hả? Vâng. Lòng Hưng bị được rất điểm nha. Khoảng với Lòng Hưng nha. Giờ Hưng cứ chạy lên đá. Đây là Bảo Khánh. Lên thẳng. Được, cô Hưng rồi. Cô thủ mất. Rồi. Qua Hoàng đây, qua Hoàng đây. Đúng không các bạn?
Nhanh quá Long Hưng. Sút.